Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay 12 tháng 1 năm 2024, thời tiết se lạnh, thời điểm rạng sáng không mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng cao, từ 29 đến 33 độ. Trên biển, gió đông bắc duy trì cường độ trung bình đến mạnh, nên vùng biển ngoài khơi Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đêm nay và ngày mai, dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Ngày mai trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm 72 đến 77%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm 74 đến 79%. Huyện Côn Đảo đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, độ ẩm 75 đến 80%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông, tầm nhìn xa dưới 10 km. Gió theo hướng đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 13 tháng 1 năm 2024, mức nước cao nhất 416 cm vào lúc 1 giờ và mức thấp nhất 40 cm vào lúc 9 giờ 15 phút. Chất lượng không khí trong tỉnh hôm nay khá trong lành, riêng thị xã Phú Mỹ tiếp tục ghi nhận kết quả đo ở mức trung bình với chỉ số chất lượng không khí AQ là 62. Còn lại kết quả quan trắc về bụi khói khí thải tại các địa phương khác trong tỉnh đều cho kết quả tốt, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Chỉ số chất lượng không khí AQI từ 32 đến 35.